Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 180 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, toàn thân người trung niên có mái tóc dài màu bạc cũng bắt đầu bành trướng, hỏa diễm màu đỏ tươi tràn ngập trong mắt, tràn ngập sát ý vặn vẹo. Dưới tay của ta, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không có người nào dám rời đi cả. Đích thị là bị cưỡng ép giết chết rồi, hoặc là cưỡng ép mang đi rồi. Thời không nơi này bị cưỡng ép vặn vẹo, truy lùng theo dấu vết vặn vẹo, truy tìm đến ngọn nguồn. Ta muốn giết hắn, giết hắn ta. Người không giết được hắn đâu. Sắc mặt của nữ tử mặc áo xanh có chút khó coi. Ồ. Người trung niên có mái tóc dài màu bạc nhìn nàng có chút nghi hoặc. Ta không có cách nào truy tìm ra được dấu vết. Đại năng làm cho thời không vặn vẹo này ở trên phương diện thời không nhất đạo còn mạnh hơn cả ta. Nữ tử mặc áo bào màu xanh nói. Hắn muốn đi, trên cơ bản ngươi sẽ không ngăn cản được hắn đâu. Thời không nhất đạo còn mạnh hơn cả ngươi sao? Trong mắt người trung niên có mái tóc dài màu bạc tràn ngập vẻ khó có thể tin. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Nữ tử mặc áo bào màu xanh nhíu mày nói. Chẳng lẽ là đạo minh sao? Bên trong đạo minh cũng có mấy người năng lực làm được như vậy, thế nhưng tự hạ thân phận để đối phó với tiểu ca hoặc ư? Không đến mức đó. Ở trên một hỗn độn tinh thần, lúc này nó đang phóng thích ra hỏa diễm hừng hực, chiếu sáng một phương thế giới hỗn độn có phần gần nó. Quang mang của nó có thể thiêu đốt ăn vạn vật. Xoẹt xoẹt. Ở trong hư không bên cạnh hỗn độn tinh thần này đã nứt ra một cái cửa động tối đen như mực. Có một cái đầu lâu cực lớn từ bên trong chậm rãi đi ra, lại mở miệng khẽ hút một cái về phía khỏa hỗn độn tinh thần cực lớn kia. Là ai? Một tiếng gầm vang vọng. Tiếp đó khỏa hỗn độn tinh thần nóng bỏng này nhanh chóng ngưng tụ, thu nhỏ lại, biến thành một đầu dị thú toàn thân tràn ngập hỏa diễm. Hỗn độn tinh thần nóng bỏng đó biến thành một đầu dị thú hỏa diễm, khí tức của nó cường đại, cố gắng giãy giụa, đồng thời còn phát ra tiếng gào thét. Ngươi là ai? Hài tử, tới lúc nên về nhà rồi. Cái đầu cực lớn kia phát ra một giọng nói. Nó mở miệng khẽ hấp một cái, lập tức tạo thành một thông đạo thời không tối đen như mực. Xoẹt. Đầu dị thú bằng hỏa diễm này căn bản không có cách nào ngăn cản được cỗ hấp lực này, cho nên chỉ có thể bay về phía thông đạo thời không tối đen như mực đó. Càng tới gần thì nó cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã hoàn toàn bị nuốt vào bên trong. Cái đầu lâu cực lớn này rút về cửa động tối đen như mực, mà sau đó cửa động cũng khép kín lại. Thực sự là thú vị mà. Trong hư không có sinh vật ngưng tụ thành hình người đang ngồi xếp bằng ở trong hư không. Sinh vật này đang có chút hiếu kỳ nhìn qua bốn phương tám hướng ở trong hư không. Ồ, đây chính là cảm nhận của sinh mạng hay sao? Sinh vật hình người này toàn thân đều do nước ngưng tụ mà thành. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hiếu kỳ, giống như là trẻ mới sinh ra vậy, đang hiếu kỳ quan sát tất cả mọi thứ trong thế giới này. Xoẹt xoẹt. Lúc này bên cạnh sinh vật này đột nhiên xuất hiện một cái cửa động tối đen như mực, một cái đầu nâu từ đó cũng hiện ra. Tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra đời ư? Cái đầu lâu này mở miệng khẽ hút một cái. Ồ, sao? Sinh vật nước hình người kia cũng không có cách nào phản kháng, nhanh chóng bay về phía thông đạo thời không. Thế nhưng nó vẫn hiếu kỳ quan sát như trước, không có một chút dãy dụa nào, bởi vì nó không có cảm giác được sinh vật nhìn như rất đáng sợ này có một chút địch ý nào. Cùng đoạn thời gian này, ở bên trong cương vực mênh mông vô tận, có không ít sinh linh cường đại cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu nữa. Đám tu hành giả kỷ linh ở bên trong phi chu trực tiếp bị hút vào bên trong thông đạo thời không. Bọn họ chỉ cảm thấy thời không thay đổi, quay cuồng, có cảm nhận như là đang trải qua thời không truyền tống trận vậy. Đây là truyền tống thời không ngữ, rốt cuộc kẻ này muốn đem chúng ta đưa tới đâu đây? Trong lòng đám tu hành giả như kỷ linh đều thấp thỏm lo âu, bởi vì đầu lâu hút bọn họ vào trong cái động kia quá mạnh mẽ. Vèo. Lúc này thời không lập tức ổn định trở lại. Sao, nơi này là... Đám người kỷ linh đã thấy rõ xung quanh, đây là một cái đỉnh núi cao nguy nga. Bọn họ trực tiếp bị truyền tống đến bên trên đỉnh núi này. Cái đỉnh núi này vô cùng rộng lớn, giờ phút này đây đã có một lượng lớn sinh linh, trong đó có hơn phân nửa đều là tu hành giả. Cả đám đang dùng ánh mắt dè chừng nhìn ngàn người có mặt ở nơi đây.
98 tên tu hành giả, trong đó có Kỳ Linh cũng xuất hiện ở bên trên đỉnh núi. Cả đám thu phi chu trước, mỗi người đều rất là cẩn thận. Nơi này là chỗ nào vậy? Xin hỏi vị đạo hữu này, nơi đây là chỗ nào? Chúng ta phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi đây được vậy? Hướng Lô Thế Giới Thần lập tức hỏi thăm những tên tu hành giả đã sớm ở nơi đây. Tên tu hành giả áo đen kia nhìn qua chỗ Hướng Lô Thế Giới Thần, khẽ lắc đầu rồi nói: không có cách nào rời khỏi đây đâu. Xung quanh đỉnh núi này đều có cấm chế cả. Trên cơ bản không có cách nào rời khỏi đỉnh núi một bước được. Thậm chí ngay cả bản thân đỉnh núi này chúng ta cũng không thể phá hỏng được một chút nào. Kỳ thực ta cũng chỉ tới nơi đây sớm hơn so với các ngươi có nửa ngày mà thôi. Sau khi đám người Kỳ Linh nghe xong, sắc mặt đều khẽ biến, từng người như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, không gian ở phía trên vặn vẹo, lại có một trên 100 tên tu hành giả đột nhiên xuất hiện. Những tên tu hành giả kia, mỗi người đều mờ mịt, bất an vô cùng. Kỳ Linh nhìn ra chung quanh, rất nhiều tu hành giả đi cùng nhóm với hắn đều đã thử. Thế nhưng ở biên giới đỉnh núi, chỗ cao kia quả thực có một cấm chế vô hình, khiến cho đám người Kỳ Linh muốn bay thì cũng chỉ tối đa bay cao được đại khái 100 trượng mà thôi, càng không có cách nào bước ra khỏi được đỉnh núi một bước. Đây là cấm chế gì vậy chứ? Kỳ Linh dùng tay đẩy, phía trước có một tầng phong cấm không nhìn thấy rõ. Mặc dù Kỳ Linh có thanh hoa sương mù chi lực gia trì thân thể, thế nhưng cũng không có cách nào dung chuyển được cấm chế một chút nào cả. Cự thú thần bí kia khiến cho ta có cảm giác thật là đáng sợ. Thiên Nhất đại ca của ta còn có Đại Mạc đạo quân không khiến cho ta có cảm nhận đáng sợ như vậy được. Kỳ Linh ngẫm lại cũng cảm thấy kinh hãi, bởi vì Thiên Nhất đạo quân, Đại Mạc đạo quân ở trong cương vực vô tận cũng xem như là tồn tại cực kỳ cường đại. Có lẽ Thiên Nhất đại ca, Đại Mạc đạo quân đối với ta đều có thiện ý, cho nên ta mới có cảm giác không có chút uy hiếp nào cả. Chủ nhân, chủ nhân! Tô Phiêu Cơ đứng bên cạnh Kỳ Linh khẽ gọi. Ồ, sao vậy? Kỳ Linh nhìn qua chỗ của nàng. Chủ nhân, ta nghe các tu hành giả ở bên cạnh nói, bọn họ ở trong Xuân Phu vực bị cự thú thôn phệ vào trong miệng rồi mang tới nơi đây. Còn có tu hành giả nói bọn họ vốn đang ở trong Thiên Thương vực bị cự thú hút đến nơi này. Tô Phiêu Cơ nói, Kỳ Linh cả kinh. Xuân Phu vực ư, hắn chưa từng nghe nói qua. Còn Thiên Thương vực ư, đây chính là cái đích mà hắn muốn tới. Đều là người bị cự thú thôn phệ đến đây hay sao? Ở trong cương vực vô tận có một đầu cự thú đáng sợ như vậy cũng đã rất khó lường rồi. Kỳ Linh không tin lại có vài đầu cự thú như vậy nữa. Lúc đầu cự thú này thôn phệ chúng ta vào, có thông đạo thời không được hình thành. Kỳ Linh nghĩ ngợi một chút rồi nói, xem ra đầu cự thú thần bí này ở trên phương diện thời không nhất đạo rất là am hiểu. Có lẽ chính là bởi vì rất am hiểu trên phương diện thời không nhất đạo, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở rất nhiều nơi trong cương vực vô tận này. Thực lực của nó có lẽ so với Thiên Nhất đại ca của ta cũng không mạnh hơn quá nhiều, chỉ là phương diện thời không nhất đạo lại tương đối am hiểu mà thôi. Mặc dù Kỳ Linh tự an ủi mình như vậy, thế nhưng hắn cũng hiểu có thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở đây rồi lại xuất hiện ở rất nhiều cương vực khoảng cách xa xôi như vậy là tồn tại đáng sợ tới bậc nào. Phải biết người như Thiên Nhất đạo quân cũng phải một đường bôn ba, thậm chí còn phải ngồi thời không chuyển tống trận thì mới có thể đến được Đại Mạc vực xa xôi. Có thể đơn giản xuất hiện ở trong rất nhiều nơi trong cương vực vô tận, chỉ riêng phần thủ đoạn này cũng đã không thể tưởng tượng. Mặc dù Kỳ Linh tự an ủi mình hy vọng thực lực của đầu cự thú thần bí này yếu một chút, như vậy hy vọng chạy thoát của hắn mới lớn hơn được một chút. Thế nhưng ở sâu trong lòng hắn cũng hiểu còn có một loại khả năng, thần bí cự thú thực lực thực sự là phi thường mạnh, mạnh phi thường, vượt quá xa Thiên Nhất đạo quân. Phải biết Vạn Thần đạo quân chính là tồn tại vượt xa Thiên Nhất đạo quân, thậm chí còn có thể đuổi giết Vĩnh Hằng đế quân. Làm sao bây giờ, phải làm như thế nào đây mới có thể ra ngoài được? Kỳ Linh có chút lo lắng, tâm thần bất định. Để hắn buông tha cho bản tôn này sao? Để cho một phần phân thân ở Đại Mạc vực tu luyện ra bản tôn nữa rồi lại tới hay sao? Bản tôn có thể tu luyện chỉ là bảo bối ở trên người bản tôn rất nhiều. Có 6 thanh Vĩnh Hằng thần binh, 3 kiện Thuyết Giám độc quyền, Nguyên Nhất thủy hỏa hồ lô cùng với rất nhiều bảo bối cũng không có phương pháp tu luyện kiếm lại được. Xe đến trước núi ắt là có đường thôi. Kỳ Linh lặng lẽ chờ đợi. Đầu cự thú kia hút chúng ta đến nơi này, chung quy cũng sẽ không trực tiếp giết chúng ta. Thời gian dần dần trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, số lượng tu hành giả ở trên đỉnh núi càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều những sinh mạng khác cũng đã có mặt ở đây. Đảo mắt đã trôi qua được 12 ngày,
Lúc này số lượng tu hành giả ở trên đỉnh núi đã vượt qua 3 vạn, còn có những sinh mạng khác mà bình thường rất khó gặp được. Còn có một ít là sinh linh ngưng tụ ra ở trong ngọn lửa, có một ít là sinh vật thực vật, có một ít sinh linh nham thạch, đều là những sinh linh cực kỳ cường đại. Số lượng sinh linh này ở trong cương vực vô tận cũng cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng ở nơi này lại có mấy ngàn sinh linh tụ tập. Chủ nhân, dường như không có người nào mới đến nữa rồi. Từ Vũ Cơ ngồi ở bên người Kỳ Linh nhỏ giọng nói. Ồ, cũng đã nửa ngày trôi qua rồi, ngay cả một người mới tới cũng không có. Có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ biết được cự thú này bắt chúng ta tới đây rốt cuộc là muốn làm cái gì. Kỳ Linh cũng một mực lặng lẽ quan sát ở chung quanh, lại qua thời gian uống cạn một chung trà. Vèo vèo, xa xa có hai đạo lưu quang xé rách không trung, dùng tốc độ vô cùng đáng sợ nhanh chóng tới gần nơi đây. Ồ, tốc độ thật đáng sợ. Các tu hành giả tụ tập ở trên đỉnh núi cùng với các sinh linh khác đều chấn kinh, bởi vì tốc độ của hai đạo lưu quang này quá nhanh. Nếu như so sánh tốc độ của đầu kỳ bức màu vàng mà Kỳ Linh đã từng chiến đấu với hai người này, quả thực không có cách nào có thể so sánh được. Oanh oanh, hai đạo lưu quang trực tiếp rơi xuống trên đỉnh núi, khiến cho đỉnh núi này cũng có chút rung động lắc lư. Lúc này mới hiện ra hai đạo thân ảnh. Cỗ khí tức đáng sợ kia chính là từ hai vị cường giả mặc khải giáp màu bạc, một người là nam, người còn lại là nữ tử. Trên khải giáp màu bạc của nam tử kia còn mơ hồ có ấn ký lôi điện, mà trên khải giáp của nữ tử còn mơ hồ có ấn ký hình kiếm. Uy áp trong lúc vô hình mà hai người bọn họ phát ra khiến cho hơn 3 vạn tu hành giả ở nơi đây cùng với các sinh linh khác đều cảm thấy hít thở không thông. Quá mạnh mẽ. Kỳ Linh cảm thấy uy hiếp này rất là đáng sợ. Mặc dù uy hiếp mà hai vị này mang đến không có mạnh mẽ như đầu cự thú thần bí kia, thế nhưng vẫn có thể đơn giản bóp chết được bọn họ. Sau lưng nam tử mặc khải giáp màu bạc cùng với nữ tử kia đều có hai người tùy tùng mặc khải giáp màu đen. Có tổng cộng 4 gã tùy tùng mặc khải giáp màu đen, khí tức đều rất cường đại. Khí tức mơ hồ phát ra không ngờ đều là khí tức của sinh tử đạo quân, chỉ có điều cũng không tính là cường đại. Trong cảm nhận của hắn, so với kỳ bức màu vàng cũng không mạnh hơn được quá nhiều. Các ngươi có thể ở trong cương vực mênh mông vô tận được chúa tể vĩ đại chọn lựa ra lại đưa đến nơi này, như vậy trong các ngươi cũng có không ít người có tiềm lực cực cao. Thanh âm của nam tử mặc khải giáp màu bạc kia nặng nề vang vọng bên trên đỉnh núi. Đừng cảm thấy bối rối, các ngươi có thể đi tới nơi đây. Nơi đây chính là chỗ cường đại nhất trong toàn bộ cương vực vô tận. Mặc dù xem như là một phần kiếp nạn, thế nhưng lại càng là kỳ ngộ của các ngươi. Đám người Kỳ Linh nghe xong, trong lòng mỗi người đều kinh sợ không thôi. Được chúa tể vĩ đại lựa chọn ra ư? Cự thú thần bí kia chính là chúa tể vĩ đại hay sao? Người nam tử mặc khải giáp màu bạc này, theo Kỳ Linh phỏng đoán, đây có lẽ là một đạo quân có thực lực cực kỳ cường đại, mà người khiến cho hắn gọi là chúa tể vĩ đại, quả thực có chút khoa trương. Chỉ có điều vừa nghĩ tới đầu cự thú thần bí kia có thể phân thân tới cương vực rộng lớn như vậy, lại đem toàn bộ các sinh linh đưa đến nơi này, như vậy trong lòng Kỳ Linh cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Sao, nơi cường đại nhất trong cương vực vô tận hay sao? Kỳ Linh âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ so với vĩnh hằng quốc độ của vĩnh hằng nhất tộc còn mạnh hơn nữa hay sao? Còn nói tiềm lực cao sao? Chẳng lẽ cả phi chu chúng ta bị bắt tới đây là vì bản thân ta hay sao? Kỳ Linh nói thầm, không phải là hắn tự kỷ, mà quả thực tiềm lực của hắn ở trong toàn bộ các thế giới cảnh cũng được tính là cực cao, cho dù là thực lực thể hiện ra mặt ngoài cũng đã rất kinh người. Mặc dù các ngươi đã đến nơi này, thế nhưng hiện tại các ngươi còn không phải là một thành viên của quốc độ cường đại nhất mang tên Mang Nhai Quốc này. Nam tử mặc giáp khải màu bạc nói. Không trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc thì nhất định sẽ phải chết đi. Muốn sống sót thì nhất định phải trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc này. Chúng ta đồng ý. Lập tức có tu hành giả hô lớn. Chúng ta rất nguyện ý trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc này. Lần này trong đám tu hành giả bị bắt làm tù binh, mặc dù có một ít hạng người chính thức cực kỳ yêu nghiệt như Kỳ Linh, Ca Hoặc, thế nhưng cũng có rất nhiều người bình thường. Giống như một ít tu hành giả ở trên phi chu cùng Kỳ Linh vậy, có rất nhiều người đều muốn đi bái Quật Diệt Đạo Quân làm sư phụ. Hiện tại ở đây bọn họ nhìn thấy Mang Nhai Quốc này cường đại cỡ nào, có thể gia nhập vào bên trong, sợ rằng sẽ không thua gì bái Quật Diệt Đạo Quân làm sư phụ. Không phải ai cũng có tư cách trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc chúng ta đâu. Nam tử mặc sắp khải màu bạc liếc mắt một cái lạnh nhạt nói. Muốn đạt được tự do trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc chỉ có 5 con đường.
Con đường thứ nhất là con đường tốt nhất, đó chính là các ngươi đột phá trở thành sinh tử đạo quân, như vậy sẽ trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc này. Nghe vậy, đám người Kỳ Linh im lặng. Trở thành sinh tử đạo quân ư? Những người bị bắt tới nơi đây đều là cấp độ thế giới cảnh, không có một người nào là sinh tử đạo quân cả. Muốn đột phá sinh tử đạo quân rất khó khăn, quá khó khăn. Con đường thứ hai chính là được sinh tử đạo quân che chở. Mỗi một sinh tử đạo quân có thể che chở cho 3 hảo hữu, cũng có thể thu tối đa 10 người nô lệ. Nam tử mặc giáp khải màu bạc nói tiếp: nếu như các ngươi là thân nhân hảo hữu của sinh tử đạo quân, tự nhiên có thể trực tiếp trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc này. Đương nhiên, nếu như các ngươi cam nguyện làm nô lệ thì cũng có thể sống sót được. Nô lệ là tầng chót nhất trong Mang Nhai quốc, cũng có cưỡng bức lao động, thế nhưng ít nhất vẫn còn có thể sống sót được. Đám người Kỳ Linh đều hơi nhíu mày. Trở thành nô lệ ư? Tầng thấp nhất ư? Còn có cưỡng bức lao động? Không có ai nguyện ý làm chuyện này cả. Về phần ba người hảo hữu được sinh tử đạo quân che chở, chỉ sợ Mang Nhai quốc cũng bởi vì cân nhắc sinh tử đạo quân cũng có thân nhân hảo hữu các loại cho nên mới làm ra như vậy. Thế nhưng đám người Kỳ Linh vừa mới tới nơi này, làm sao có thể quen biết được với sinh tử đạo quân gì đây? Con đường thứ ba là con đường vô cùng an toàn, tiến về cương vực rất là xa xôi, để đi đào một loại quáng gọi là kiểu đèo Long Sơn, chỉ cần đào được đủ mỏ, như vậy cũng có thể đạt được tự do, trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc ta. Có điều ta phải sớm nói cho các ngươi biết, thế giới cảnh bình thường đi đào quáng bình thường cũng cần hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên thì mới có thể đào được đủ khoáng thạch. Sao, kiểu đầu Long Sơn ư? Trong đám tu hành giả ở đây, ca hoặc kia những mày nói: ta đã từng nghe phụ thân ta nói qua, kiểu đầu Long Sơn chính là địa phương ở trong truyền thuyết có khoáng thạch gọi là kiểu đầu Long Tinh, rất là chân quý. Nghe nói đã bị một thế lực thần bí độc chiếm rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên lại bị Mang Nhai quốc này độc chiếm được. Ánh mắt của nam tử mặc khải giáp màu bạc quét qua, mỉm cười: đào quáng hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên ư? Ta biết rõ các ngươi không muốn vất vả đào quáng hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên, chỉ có điều tương lai trong số các ngươi sẽ có rất nhiều tu hành giả khóc lóc hô hào muốn đi đào quáng. Nam tử mặc khải giáp màu bạc lạnh nhạt nói: con đường thứ tư ở trong đệ tam trùng xào, sinh tồn 1000 năm, 1000 năm sau chỉ cần các ngươi trong số các ngươi ai còn sống, như vậy cũng có thể trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc ta. Sao, sinh tồn 1000 năm ư? Tất cả các tu hành giả ở trên đỉnh núi và sinh mệnh đặc thù cũng có chút động tâm. Bọn hắn đều bị bắt tới, đều là tồn tại đạt tới cấp độ thế giới cảnh. Đối với người tầng thứ như bọn hắn mà nói, quả thực thời gian 1000 năm không được tính là cái gì. Như đám người Kỳ Linh trước đó vậy, một lần vượt qua Hắc Ám Chi Hải cũng đã tiêu hao hơn 600 năm rồi. Nếu như chỉ có thời gian 1000 năm đã có thể trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc, có thể bình yên sống sót, như vậy tất cả mọi người đều sẽ đồng ý. Thế nhưng sinh tồn ở trong trùng xào thứ 3 1000 năm, nghe qua nơi gọi là trùng xào thứ 3 này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Trên mặt nam tử mặc khải giáp màu bạc nở nụ cười lạnh nói: nghe qua thì rất đơn giản, bất quá ta cũng phải nhắc nhở các ngươi một chút. Trùng xào thứ 3 chính là nơi mà Mang Nhai quốc ta chuyên môn dùng để đào tạo trùng thú, thậm chí còn là xào huyệt xếp hạng vị trí thứ 3. Bên trong xào huyệt đào tạo một lượng lớn trùng thú cường đại, có rất nhiều đầu trùng thú còn có thể sánh được với sinh tử đạo quân. Có trùng thú nhỏ yếu, có trùng thú cường đại, thậm chí còn có trùng thú thực lực không thua gì ta. Một lượng lớn trùng thú sinh hoạt ở trong trùng xào thứ 3 này. Nếu như các ngươi lựa chọn con đường thứ 4, đó chính là phải sống ở bên trong trùng xào thứ 3 1000 năm. Nếu như vận khí của các ngươi tốt, không có đụng phải trùng thú lợi hại như vậy mà nói, như vậy có lẽ có thể dễ dàng vượt qua được 1000 năm. Thế nhưng nếu như vận khí không tốt, đụng phải một ít trùng thú rất mạnh, như vậy rất có khả năng sẽ lập tức phải vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Nam tử mặc khải giáp màu bạc cười nói: dựa theo quy luật phát hiện ra từ quá khứ trước đó, người lựa chọn con đường thứ 4, đại khái trong 10 mới có một người có thể sống sót được thôi. 10 người mà chỉ có một người có thể sống sót được ư? Câu này khiến cho tất cả các tu hành giả ở trên đỉnh núi sinh mệnh đặc thù đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Coi như là người có thực lực rất mạnh như Kỳ Linh, hoặc là một ít tu hành giả cường đại cùng với một ít sinh linh đặc thù thần bí có thực lực khó lường khác cũng lập tức bác bỏ con đường này. Bởi vì dù sao, nếu như lựa chọn con đường này cũng cần phải có chút vận khí. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ có cấp độ thế giới cảnh, coi như là một ít yêu nghiệt cũng chỉ có thể địch nổi được với nhất bộ đạo quân mà thôi.
Thế nhưng ở bên trong trùng xào thứ ba có một lượng lớn trùng thú đáng sợ sinh hoạt. Người không nghe tên nam tử mặc khải giáp màu bạc kia nói hay sao? Có trùng thú thực lực cũng không thua gì hắn. Nếu như xui xẻo đụng phải trùng thú như vậy, đó chính là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả cường giả chân chính cũng không muốn tiếp nhận loại kết quả này. Còn con đường thứ 5, trên mặt nam tử mặc khải giáp màu bạc hiện lên nụ cười quỷ dị. Con đường thứ 5 này để ta nói đi. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc dùng thanh âm lạnh lùng như băng, giống như lợi kiếm đâm vào trong chân linh của từng tu hành giả sinh mệnh đặc thù. Nàng nói, con đường thứ 5 chính là sinh hoạt ở trong tinh thần đạo. Chuyện các ngươi cần phải làm là sống sót. Ở bên trên tinh thần đạo, các ngươi sẽ gặp được đối thủ là thế giới cánh, mà các ngươi phải cần giết chóc lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một ít người ưu tú nhất thì mới có thể sống sót được thôi. Xin hỏi con đường thứ 5 tinh thần đảo này rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì đây? Một gã nam tử khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, mặc áo bào màu trắng, cầm trong tay mộc trượng mở miệng nói. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc lướt mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, đợi khi đi đến tinh thần đảo, đến lúc đó tự nhiên ta sẽ nói cho các ngươi biết thôi. Nói một cách đơn giản, đối thủ của các ngươi sẽ là thế giới cánh, cùng bị bắt tới với các ngươi. Trong các ngươi chỉ có người ưu tú nhất mới có thể còn sống sót, sau đó rời khỏi tinh thần đảo. Đại khái trong 100 chỉ có một người còn có thể sống sót thôi. Cái gì? 100 người mới có một người sống sót thôi sao? Cái này sao lại điên cuồng như vậy chứ? Đều là thế giới cảnh mà. Tất cả các tu hành giả sinh mệnh đặc thù ở nơi đây cùng với một ít hậu duệ vĩnh hằng nhất tộc trộn lẫn ở trong đó, khó có thể nhận ra, cũng có chút kinh hãi. Kỷ Linh còn có một ít người thực lực rất mạnh khác lại có khuynh hướng nghiêng về con đường thứ 5 hơn, bởi vì đối thủ cạnh tranh ở con đường thứ 5 chính là những thế giới cảnh khác bị bắt đến. Bọn họ đều là tự nhận là tồn tại rất mạnh ở bên trong thế giới cảnh. Bọn hắn không muốn đi trùng xảo thứ 3 để tìm vận may, chỉ là tỷ lệ tử vong như vậy cũng quá cao. 100 người mới có thể có một người còn sống sót sao? Kỷ Linh cũng có chút líu lưỡi. Coi như là đạo minh cũng không dám làm như vậy. Dù sao, mỗi một tồn tại thế giới cảnh lớn lên sau lưng đều có sư môn che chở, cũng tựa như mang nhai quốc vậy. Căn bản là bắt người cướp của từ cương vực vô tận tới, căn bản không thèm để ý tới sinh tử của bọn hắn. Như vậy mới có thể dùng phương pháp tàn khốc như vậy để tiến hành sàng lọc đào thải. Tuy rằng ta mạnh, thế nhưng chỉ là rất mạnh trong các tu hành giả mà thôi. Thế nhưng trong đám người bị bắt tới đây cũng có không ít sinh mệnh đặc thù. Người Kỷ Linh kiêng kỵ nhất chính là những sinh mệnh đặc thù kia. Sinh mệnh đặc thù có mạnh cũng có yếu, người yếu thậm chí còn không bằng tu hành giả, nhiều nhất cũng chỉ có một ít thủ đoạn tương đối đặc thù mà thôi. Thế nhưng nếu là người cường đại thì cũng rất nghịch thiên. Sinh mệnh đặc thù cường đại đó là bởi vì nguyên nhân thiên phú mà sẽ am hiểu một ít thủ đoạn rất mạnh. Như một ít sinh mệnh đặc thù am hiểu huyễn cảnh vậy, chỉ sợ ngay cả tâm lực của tu hành giả thế giới cảnh cũng không nhất định có thể so sánh được với nó. Phải biết đến bây giờ Kỷ Linh còn chưa có đụng phải một tu hành giả tâm lực cấp độ thế giới cảnh. Trong 100 chỉ có một người còn sống sót. Đối thủ của ta chẳng những là tu hành giả mà còn có sinh mệnh đặc thù. Làm sao bây giờ? Chọn con đường nào đấy? Kỷ Linh suy tư. 5 con đường, 3 con đường phía trước đều rất là an toàn. Nam tử mặc khải giáp màu bạc và nữ tử mặc khải giáp màu bạc nhìn nhau. Nam tử mặc khải giáp màu bạc rất là tùy ý nói, trở thành sinh tử đạo quân, hoặc là xin sinh tử đạo quân phù trợ, hoặc đi làm lô lệ vĩnh viễn, như vậy cũng có thể đi đào quáng. Đây đều là những con đường không có gặp nguy hiểm. 3 con đường này không có người nào sẽ đi chọn, bởi vì trở thành sinh tử đạo quân không phải là muốn trở thành thì có thể thành công được, xin đạo quân che chở cũng không thể trông cậy vào được. Làm nô lệ ư? Không có ai nguyện ý. Dù sao dưới tình huống có lựa chọn khác, sẽ có rất ít thế giới cảnh trực tiếp chọn con đường trở thành nô lệ. Bởi vì ai cũng biết được việc trở thành quốc dân của Mang Ngai Quốc là một phần kỳ ngộ rất lớn. Không có ai nguyện ý bỏ qua phần kỳ ngộ này, mà nô lệ thì là tầng chót nhất bên dưới, sợ rằng sẽ không có hy vọng xuất đầu. Đảo quá ngư, 1000 hỗn độn kỷ nguyên quá lâu. 2 con đường sau đó sinh tồn ở trong trùng xảo thứ 3 1000 năm, 10 người chỉ có một người còn sống thôi. Nam tử mặc khải giáp màu bạc lại tiếp tục nói, hoặc là đi tinh thần đảo, chính các người sẽ cạnh tranh lẫn nhau, trong 100 người sẽ có một người còn sống sót. Vèo 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 vèo. Nam tử mặc khải giáp màu bạc vung tay lên. Lập tức có 4 đạo quang mang giáng xuống, phân đỉnh núi ra làm 4 khu vực. Lựa chọn con đường thứ 2 thì tiến vào khu vực này, lựa chọn con đường thứ 3 thì tiến vào khu vực này.
đây là con đường thứ tư, còn đây là con đường thứ năm. Nam tử mặc khải sắc màu bạc tùy ý nói, ánh mắt đảo qua tất cả tu hành giả và sinh mệnh đặc thù ở trên đỉnh núi. Chọn đi, chọn con đường mà các ngươi muốn đi đi. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi là một mảnh bạo động, mỗi một người đều không do dự. Nam tử và nữ tử mặc khải sắc màu bạc kia cũng không có thúc giục, mà là lặng lẽ chờ ở bên cạnh. Thời gian dần dần trôi qua, bắt đầu có người tiến hành lựa chọn. Mỗi một tu hành giả bước chân vào con đường thứ ba, đó là đại biểu cho lựa chọn đi tới cửu đầu Long Sơn đảo quáng. Chỉ sợ cũng phải cần 1000 hỗn độn kỷ nguyên thì mới có thể đào được đủ khoáng thạch, mới có thể trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc. Thực lực của ta quá yếu, mặc kệ là trùng xào thứ ba hay là tinh thần đạo, khả năng sống sót của ta quá thấp, là quá thấp đi. Có một tu hành giả đứng đó do dự. Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, lập tức có vô số tu hành giả liên tiếp đưa ra lựa chọn. Con đường thứ ba, con đường thứ tư và con đường thứ năm, lựa chọn cũng có rất nhiều. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta lựa chọn con đường nào đây? Tô Vô Cơ chuyển âm do hỏi Kỳ Linh. Ta lựa chọn con đường thứ năm. Kỳ Linh chuyển âm nói. Còn ngươi thì sao? Kỳ Linh chỉ có thể hỏi như vậy mà thôi. Ba con đường trước đó, hắn không có lựa chọn. Bởi vì hắn nhất định phải trong một hỗn độn kỷ nguyên chạy tới Thiên Thương Cung. Chỉ có trở thành quốc dân Mang Nhai Quốc, sau đó mới có hy vọng rời đi. Kỳ Linh không có khả năng đi đảo quáng, lại càng không có khả năng đi làm nô lệ. Hiện tại hắn lại không có cách nào trở thành sinh tử đạo quân. Về phần tiến vào trùng xào, đó chính là thuần túy tìm vận may. Kỳ Linh sẽ càng không chọn, mà hắn đối với thực lực của mình vẫn còn có chút tự tin. Con đường thứ năm sao? Tô Vũ Cơ có chút do dự. Ta đây cũng chọn con đường thứ năm. Ngươi không cần quá nghiêm khắc đâu, chuyện này liên quan đến tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi muốn chọn con đường nào thì cứ việc chọn con đường đó đi. Kỳ Linh nói. Con đường thứ năm. Tô Vũ Cơ cắn răng nói. Ta biết thực lực mình quá yếu, bất quá có những chủng thú mà chủ nhân cấp cho ta, ta cũng đã có chút tin tưởng. Những con đường khác kia ta đều không muốn chọn. Kỳ Linh gật khẽ đầu. Theo hắn thấy, tu hành giả chọn con đường thứ năm chỉ sợ sẽ có rất nhiều, bởi vì mọi người đều tình nguyện chém giết cùng với người có cùng cấp độ khác, chứ không muốn làm nô lệ, không muốn đánh bạc với vận khí, không muốn mất không vô số năm tháng. Bỗng nhiên Kỳ Linh lấy ra một cái vòng rồi đưa cho Tô Vô Cơ. Vô Cơ, bên trong này có 18 phong sắt khô lỗi. 18 phong sắt khô lỗi này đối với ta trợ giúp có hạn. Thế nhưng nếu như ngươi có nó, còn có 51 đầu trùng thú kia hỗ trợ, như vậy nhất định sẽ có hy vọng từ trong tinh thần đảo còn sống mà đi ra. Những phong sắt khô lỗi này ta đã hạ mệnh lệnh, bọn chúng sẽ không phản kháng ngươi. Ngươi có thể luyện hóa chúng một cách đơn giản. Chủ nhân, những thế này đối với ngươi cũng có trợ giúp mà. Tô Vô Cơ nóng nảy, nàng rất rõ ràng con đường thứ năm nguy hiểm tới cỡ nào. 100 người mới có một người còn sống, phải biết còn có rất nhiều sinh mệnh đặc thù. Cứ cầm đi. Kỳ Linh lại hỏi một câu. Tô Vô Cơ nhìn thiếu niên mặc áo bào màu trắng ở trước mắt. Lúc trước bởi vì nàng nhìn thấy Kỳ Linh yêu nghiệt cường đại, cho nên mới quyết định đi theo. Thế nhưng đi theo Kỳ Linh vô số năm tháng, nàng cũng dần dần phát hiện ra tính tình của Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn như bình tĩnh tùy ý, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận người khác. Chỉ khi nào được hắn tán đồng, như vậy hắn sẽ chính thức coi như là đồng bạn sinh tử. Hơn nữa chung quy Tô Vô Cơ cũng có cảm giác Kỳ Linh có tâm sự gì đó. Thế nhưng dù nàng muốn dò hỏi cũng không có tìm hiểu ra được chuyện gì. Đi thôi. Kỳ Linh đem vòng tay đưa vào trong tay của Tô Vô Cơ, về sau lập tức đi đến khu vực con đường thứ năm. Tô Vô Cơ cũng gật đầu đi theo sau lưng mọi người. Hơn 30000 tu hành giả, mấy ngàn tân sinh mệnh đặc thù đều đưa ra lựa chọn. Điều khiến cho đám Kỳ Linh giật mình chính là thậm chí lại có 23 tên tu hành giả, 2 gã sinh mệnh đặc thù lựa chọn con đường thứ hai. Phải biết tất cả mọi người mới tới nơi đây không biết một sinh tử đạo quân nào. Nếu như lựa chọn con đường thứ hai, như vậy chẳng khác nào nguyện ý đi làm nô lệ cả. Thật đúng là không thiếu cái lạ mà. Kỳ Linh thầm nghĩ, làm nô lệ đương nhiên cũng có chỗ tốt của nô lệ, có thể trực tiếp trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc. Mặc dù chỉ là tầng thấp nhất, thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể tiếp xúc được với một ít bí mật của Mang Nhai Quốc. Con đường thứ ba đào quáng có khoảng chừng hơn 1000 tên tu hành giả, hơn 100 tên sinh mệnh đặc thù lựa chọn. Con đường thứ tư sinh tồn ở trong trùng xào có hơn 5000 tên tu hành giả, hơn 200 tên sinh mệnh đặc thù lựa chọn. Con đường thứ năm sinh tồn ở trong tinh thần đảo có hơn 20000 tên tu hành giả, mấy ngàn tên sinh mệnh đặc thù lựa chọn con đường thứ năm này. Người lựa chọn con đường khác được 4 gã tùy tùng màu đen phụ trách áp giải, mà người lựa chọn con đường thứ năm
sinh tồn ở trên tinh thần đảo thì lại được nam tử mặc khải sáp màu bạc, nữ tử mặc khải sáp màu bạc phụ trách áp giải. Nói là áp giải, thế nhưng trên thực tế là thu đám người kỷ linh vào trong động thiên của pháp bảo. Vèo vèo, hai người nam tử mặc khải sáp màu bạc, nữ tử mặc khải sáp màu bạc bay ra khỏi đỉnh núi, hướng về một khu vực khác trong Măng Ngai Quốc bay đi. Bởi vì bên trong Măng Ngai Quốc không có cách nào xuyên thẳng qua hư không được, chỉ có thể dựa vào phi hành mà thôi, cho nên một lần bay này cũng rất là nhiều ngày. Ngày thứ 11 sau khi bay ra khỏi đỉnh núi, ồ, ba động ư? Đám người kỷ linh đã có hơn 3 vạn tu hành giả và sinh mạng đặc thù tụ tập ở bên trong động thiên. Kỷ linh bỗng nhiên cảm nhận được 3 phần tuyết giám độc quyền của mình đều xuất hiện tình trạng cộng minh. Chẳng lẽ bên trong Mang Nhai Quốc cũng có tuyết giám độc quyền hay sao? Không biết có phải là bước thứ tư mà ta đang thiếu hay không? Khi nam tử mặc khải sáp màu bạc và nữ tử mặc khải sáp màu bạc phá không bay khỏi nơi này, ở trong hồ nước phía dưới lại có một sinh mạng dị tộc kỳ dị xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, lập tức nhìn thấy nam tử mặc khải sáp màu bạc và nữ tử. Sau khi nhìn thấy khải sáp màu bạc ở trên không, trên người bọn họ, thì hắn lập tức liền biến sắc. Tiết giám đồ quyển sao? Là hai vị đại năng đến từ thập nhị cung, có lẽ là áp giải thế giới cảnh mới bị bắt đến đây. Có lẽ tuyết giám đồ quyển ở trên người thế giới cảnh nào đó mới tới. Đáng chết mà, ta đã ra tinh thần đảo, không có cách nào trở về được nữa. Mặc dù kỷ linh cảm ứng được tuyết giám đồ quyển, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào lấy được. Đảo mắt, hắn đã nghênh người được nửa tháng ở bên trong động thiên này. Vèo, rất đột ngột, tất cả các tu hành giả và sinh mạng đặc thù đều lăng không bị chuyển rời đi ra bên ngoài. Sao, nơi đây là... Đám người kỷ linh hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Phía trước là một thâm nguyên cực lớn, rất là tối tăm. Dưới vực sâu giống như là thôn phệ tất cả ánh sáng, khiến cho đám người kỷ linh cũng khó có thể nhìn thấy rõ ở phía dưới là cái gì. Mà ở trên không trung của thâm nguyên thì có một hòn đảo đang lơ lửng. Mỗi một hòn đảo đại khái có phạm vi trăm trượng. Lướt mắt nhìn quanh cũng có mấy chục vạn. Tất cả rậm rạp chẳng chịt lơ lửng ở trên bầu trời. Hơn nữa lại còn đang không ngừng chậm rãi mà xoay tròn. Hơn nữa mấy chục hòn đảo này độ cao lơ lửng cũng có cao có thấp. Tầng thấp nhất có tới 9 thành 9 hòn đảo. Kỷ linh tính toán một chút, ước chừng có vượt qua 300.000 tòa. Tầng cao nhất thì có hơn 2 vạn hòn đảo. Tầng thứ 3 còn có hơn 3.000 hòn đảo. Tầng thứ 4 có hơn 100 hòn đảo. Tầng thứ 5 mới chỉ có 10 hòn đảo mà thôi. Tầng thứ 6 thì là chỗ cao nhất, cũng chỉ có một hòn đảo. Nơi này chính là tinh thần đảo. Nam tử mặc khải sáp màu bạc chỉ vào những hòn đảo đang lơ lửng kia nói. Bên trên mỗi một tòa tinh thần đảo đều có một thế giới cảnh. Sao, đều có ư? Đám người kỷ linh bạo động, nói cách khác, ở nơi đây có hơn 30 vạn thế giới cảnh tụ tập. Thế giới cảnh ở bên trên tinh thần đảo chỉ có thể phát ra lời thề ước chiến với thế giới cảnh cùng một tầng cấp hoặc là tầng cao hơn mà thôi. Nam tử mặc khải sáp màu bạc nói. Đối chiến với thế giới cảnh tầng thứ bất đồng, nếu như liên tiếp chiến thắng 10 trận, như vậy sẽ có thể lên tới một cấp độ rất cao. Nếu như lại thắng 10 trận thì lại có thể vọt lên tầng tiếp theo. Thế nhưng chỉ cần chiến bại một lần, cho dù may mắn không chết thì cũng phải hạ thấp đi một cấp độ. Đám người kỷ linh vừa mới nghe thấy lập tức liền biến sắc. Kỷ linh nhìn về phía một ít hòn đảo đang lơ lửng này, cuối cùng hắn cũng đã rõ ràng những hòn đảo lơ lửng kia đang chậm rãi xoay tròn ở các tầng thứ khác nhau, mà hòn đảo duy nhất ở trên tầng thứ 6 kia nhất định đã đánh bại ít nhất 10 đối thủ ở tầng thứ 5 về sau mới có thể đạt tới tầng thứ 6. Từ nay về sau chỉ có hắn ước chiến đối thủ không có tư cách ước chiến cùng với hắn. Xin hỏi chúng ta phải làm như thế nào thì mới có thể trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc đây? Lập tức lại có tu hành giả mở miệng hỏi. Đừng nóng vội. Nam tử mặc khải sáp màu bạc mỉm cười nói. Người lựa chọn tới tinh thần đảo, đây là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Những người làm nô lệ kia đã không có hy vọng gì nữa rồi. Muốn đảo quá ngư, 1.000 hỗn độn kỷ nguyên sao? Không ngờ lại cũng có người đi chọn. Ta thực không biết trong đầu bọn chúng đang suy nghĩ cái gì. Về phần đi trùng sao, sợ rằng đều là một ít người không có tự tin đối với thực lực của mình, cho nên mới cố ý đi tìm vận may. Mà các ngươi đối với bản thân mình tràn ngập tin tưởng, lựa chọn con đường trăm người mà chỉ có một người còn sống này. Trước tiên phải đối chiến lần thứ nhất trên tinh thần đảo. Muốn trở thành quốc dân của Mang Ngay Quốc ta vô cùng đơn giản. Chỉ cần các ngươi sưu tập được một bộ truyền thừa nguyên vẹn, như vậy là có thể trở thành quốc dân của Mang Ngay Quốc rồi. Nam tử mặc khải sáp màu bạc lại nói tiếp. Sao, sưu tầm được một phần truyền thừa nguyên vẹn ư? Tất cả các tu hành giả
sinh mạng đặc thù đều có chút nghi ngờ. Đúng vậy, ở bên trên tinh thần đảo, mỗi một lần đánh bại hoặc là đánh chết đối thủ, như vậy cũng có thể đem bảo bối truyền thừa ở trong tay đối phương thu tới tay. Nam tử mặc sắp khải màu bạc nói, ví dụ như tâm lực còn sót lại của đại năng giả sẽ ghi chép lại truyền thừa ở trên bảo bối, chỉ cần gom góp được đủ 3600 bảo bối, như vậy là có thể đạt được truyền thừa nguyên vẹn, có thể yêu cầu trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc ta. Sao, tâm lực truyền thừa ư? Kể cả Kỳ Linh, mỗi người ở bên trong đều một mảnh bạo động. Những đạo quân thực lực cường đại được gọi là đại năng giả tâm lực lưu lại truyền thừa như vậy, sao lại có thể đơn giản được đây? Phải biết, ở bên trong cương vực vô tận, trong đám tổ thần tổ tiên cũng có một ít người am hiểu thủ đoạn tâm lực, thế nhưng thủ đoạn tâm lực cấp độ thế giới cảnh cũng rất là hiếm thấy. Về phần đại năng giả cấp độ tâm lực là sinh tử đạo quân lại càng hiếm thấy. Đương nhiên, tâm lực truyền thừa được phân ra ở bên trên 3600 cái bảo bối là truyền thừa cao cấp nhất. Còn có rất nhiều truyền thừa khác nữa, có truyền thừa phân tán ở bên trên 1000 bảo vật, có thứ lại phân tán ở bên trên 500 cái bảo vật truyền thừa, có cái lại phân tán ở bên trên 200 bảo vật truyền thừa. Đã đến tinh thần đảo, như vậy các ngươi sẽ rất dễ dàng tra xét ra được tin tức. Mỗi một cái bảo vật truyền thừa đều ở bên trên một hòn đảo, các ngươi có thể đưa ra ước chiến với hắn. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có tư cách đưa ra ước chiến. Như hiện tại, chỉ có một ít thế giới cảnh duy nhất ở bên trên tầng thứ 6, ai cũng không có tư cách ước chiến với hắn ta. Chỉ có hắn mới có thể ước chiến với các thế giới cảnh khác mà thôi. Nói tóm lại, gom góp được một bộ truyền thừa nguyên vẹn, như vậy đã có thể yêu cầu rời khỏi nơi này, trở thành quốc dân của Mang Nhai quốc ta. Gom góp ra đủ 2 bộ truyền thừa nguyên vẹn, nhất định sẽ phải đi ra. Nam tử mặc giáp khải màu bạc bỗng nhiên cười cười nói tiếp, đương nhiên, như người ở trên tầng thứ 6 kia, hắn đã đạt được một bộ truyền thừa nguyên vẹn, về sau lại cố ý thua mất vài món bảo bối, về sau lại thắng được một bộ truyền thừa khác, lại thua trận vài món, trước trước sau sau hắn đã nhận được tới 8 loại truyền thừa. Cái gì, còn có thể như vậy hay sao? Đám người Kỳ Linh đều không khỏi im lặng. Gom góp một bộ là có thể rời đi, gom góp 2 bộ thì phải rời đi, thế nhưng quy tắc này lại vẫn có lỗ thủng có thể chui vào. Khu vực tinh thần đảo này tổng cộng có 99 loại truyền thừa cường đại, đều là truyền thừa rất là cường đại. Nam tử mặc giáp khải màu bạc cười nói, quốc dân Mang Nhai quốc bình thường muốn đạt được một ít truyền thừa lợi hại cũng rất khó khăn. Ngược lại, ở bên trong khu vực tinh thần đảo này lại có 99 loại truyền thừa chân quý, chỉ là từng truyền thừa đều chia ra thành vô số bảo bối. Nếu như có năng lực, các người cứ việc đi đánh bại các đối thủ khác, cướp lấy bảo bối truyền thừa của bọn họ. Nhớ kỹ, một ngày tối đa chỉ được chiến đấu một lần. Nếu như qua thời gian một tháng mà trên người ngay cả một kiện bảo vật truyền thừa cũng không có, như vậy sẽ bị xử tử. Nam tử mặc giáp khải màu bạc nói, cho nên nếu muốn tránh chiến qua thời gian an nhàn, đây là chuyện không thể nào. Đám người Kỳ Linh vừa nghe đã hiểu, người chiến bại bảo vật truyền thừa sẽ bị đoạt đi. Nếu như ngay cả một món bảo vật truyền thừa như vậy mà cũng không có, lại không đi đối chiến với các thế giới cảnh khác, lại còn có thể an nhàn sống sót, Mang Nhai quốc không có khả năng để cho bọn họ an nhàn sống sót. Ngay cả thời gian một tháng mà cũng không có lấy được một kiện bảo vật truyền thừa, đó chính là chữ chết. Bị Mang Nhai quốc xử tử, bị thế giới cảnh khác giết chết, gom góp một bộ truyền thừa, đặc biệt là khi cần gom góp đủ, ví dụ như 199 kiện, chỉ kém một kiện là có thể nhận được một bộ, lúc đó sẽ rất dễ bị một ít người càng mạnh hơn nữa nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp ước chiến, cướp đi tất cả mọi thứ của ngươi. Mưu toan cướp lấy một ít truyền thừa cao cấp nhất, chỉ sợ tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Đoạt được một ít truyền thừa hơi chênh lệch một ít thì tỷ lệ tử vong sẽ thấp hơn một ít. Kỳ Linh đã hiểu rõ, nơi đây vừa là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, 99 loại truyền thừa, các ngươi ở trong cương vực vô tận chỉ sợ dùng hết tính mạng cũng khó có thể thu thập được, thế nhưng ở nơi này lại có thể lấy được, thậm chí như vị kia. Nam tử mặc giáp khải màu bạc chỉ vào vị tu hành giả tầng thứ 6 kia, vị kia đã gom góp được 8 loại truyền thừa, nếu như các ngươi có thực lực cũng có thể làm được. Đương nhiên, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, đừng để mất đi tính mạng của mình. Nam tử mặc giáp khải màu bạc bỗng nhiên mở miệng nói, lão gia hỏa, lại có 31,091 người tới tinh thần đảo. Được rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp từ trong chỗ sâu trong thâm uyên tối tăm truyền đến, rầm rầm rầm, oanh. Lập tức có từng tòa tinh thần đảo từ trong tối tăm hiển hiện ở trong vực sâu, từng tòa tinh thần đảo bay về phía đám người Kỳ Linh. Đi thôi. Nam tử mặc giáp khải màu bạc vung tay lên,
một đạo lực lượng quy mô lớn tác dụng lên trên người tất cả các thế giới cảnh. Cho dù là Kỳ Linh cũng cảm nhận được bản thân mình dưới lực lượng này cũng khó có thể ngăn cản được. Kỳ Linh theo cỗ lực lượng kia bay về phía một tòa tinh thần đảo cách gần mình nhất. Chủ nhân, thanh âm của Tô Vũ Cơ vang lên trong đầu Kỳ Linh. Kỳ Linh quay đầu nhìn lại, Tô Vũ Cơ ở phía xa xa cũng bay đi về phía tinh thần đảo của nàng. Nàng nhìn về phía Kỳ Linh. Cẩn thận, Kỳ Linh truyền âm nói. Người cũng thế. Trong mắt Tô Vũ Cơ có chút không nỡ. Kỳ Linh thở dài trong lòng, không có biện pháp khác. Một khi đã lựa chọn đạp vào tinh thần đảo, mỗi một thế giới cảnh đều phải tự mình phấn đấu. Bản thân hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục che chở được cho Tô Vũ Cơ nữa. Những chuyện có khả năng giúp đỡ hắn cũng đã giúp đỡ, những chuyện còn lại đành phải xem bản thân Tô Vũ Cơ rồi. Nhìn đám tu hành giả sinh mạng đặc thù khác đều bay lên từng tòa tinh thần đảo, sau đó tất cả những tinh thần đảo này đều bay đi về phía xa xa. Ở tầng thấp nhất, nam tử mặc giáp khải màu bạc và nữ tử mặc giáp khải màu bạc nhìn về phía xa xa. Lần này chúa tể từ trong các nơi của cương vực vô tận bắt người tới, mặc dù ít nhưng cũng chỉ có mấy vạn mà thôi, thế nhưng trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người có tiềm lực cực cao. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc mỉm cười nói. Đúng vậy. Nam tử mặc khải giáp màu bạc gật đầu. Mang nhai quốc ở trong cương vực vô tận là một cỗ thế lực rất là cường đại mà lại rất thần bí, đương nhiên cũng có địa bàn của mình, cũng có vô số sinh mạng sinh sôi nảy nở, cũng đào tạo ra một lượng lớn thế giới cảnh. Thế nhưng chúa tể vĩ đại vẫn sẽ từ một ít cương vực khác bắt người cấp của đến. Số lượng bắt người cấp của cũng không tính là quá nhiều, cộng lại cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Đối với cương vực vô tận mà nói, chỉ là chín châu mất một sợi lông. Cho nên một ít thế lực lớn khác cũng liền kiềm chế, không cần phải vì thế mà đắc tội với vị chúa tể kia. Người nói xem, trong đám này người có thể đạp vào tầng thứ 5, tầng thứ 6 sẽ có mấy người đây? Nữ tử mặc khải giáp màu bạc hỏi. Người có thể đạp vào tầng thứ 5 sao? Tao đoán có thể có mấy người. Tầng thứ 6 ư? Khó, rất có thể ngay cả một người cũng không có đâu. Ánh mắt của nam tử mặc giáp khải màu bạc rơi vào trên mấy chục vạn tinh thần đảo đỉnh phong ở phía xa, nhìn lên bên trên tòa tinh thần đảo tầng thứ 6 nói. Tên bối tháp lai ách kia, tương lai không biết chọn thập nhị cung nào trong số chúng ta đây. Rất có thể là Tâm Cung hoặc là Quang Minh Cung thôi. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc cảm khái nói. Mang nhai quốc chúng ta đã rất lâu rồi không có gặp được yêu nghiệt tuyệt thế như vậy. Một người vốn chỉ có thể coi là sinh mạng đặc thù, tương đối đặc thù. Ai nghĩ tới trình độ yêu nghiệt lại có thể tương đương với cổ tu hành giả cơ chứ. Đúng là như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy bối tháp lai ách kia, ta cũng cho rằng hắn là cổ tu hành giả. Nam tử mặc khải giáp màu bạc cảm khái nói. Thực sự là kinh diễm, ngay cả chúa tể cũng đang chú ý tới hắn. Tâm Cung và Quang Minh Cung vụng trộm đấu tới lại hại, tất cả đều mong muốn khiến cho bối tháp lai ách kia gia nhập vào cung của mình. Đáng tiếc hắn không am hiểu về kiếm, nếu không ta cũng muốn để cho hắn ta tiến vào kiếm cung của chúng ta. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc khẽ lắc đầu nói. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Nam tử mặc khải giáp màu bạc và nữ tử mặc khải giáp màu bạc đều liếc mắt nhìn tòa tinh thần đảo duy nhất ở trên tầng thứ 6. Hai người lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi. Bọn họ đều hiểu rất rõ, bối tháp lai ách tùy thời có thể đột phá trở thành sinh tử đạo quân. Một khi đột phá, cho dù chỉ là nhất bộ đạo quân, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không thua kém gì tam bộ đạo quân. Như vậy đã đủ để địch nổi được hai người bọn họ. Yêu nghiệt tuyệt thế như vậy sẽ khiến cho ngay cả tồn tại chúa tể cũng phải chú ý, cho dù đối với bọn họ cũng phải ngang hàng đối đãi. Bên trên tinh thần đảo yên tĩnh, Kỳ Linh hành tàu ở bên trên tinh thần đảo. Hòn đảo này cũng chỉ có phương viên trăm trượng, bên trên có một tòa tiểu viện lịch sự và tao nhã. Bên trên tiểu viện còn có rất nhiều điêu khắc có hàm xúc thú vị đặc thù. Trong nháy mắt khi Kỳ Linh rơi vào trên tinh thần đảo lập tức được nhận chủ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở đây trong một thời gian dài. Tâm ý của Kỳ Linh kẽ động, bộ dáng của tiểu viện trước mắt bắt đầu biến ảo, biến thành tiểu viện tựa như thời đại ở địa cầu vậy. Hắn đẩy cửa tiến vào tiểu viện. Bên trong cửa viện còn có một cái ghế dài, Kỳ Linh nằm lên bên trên chiếc ghế. Tay hắn khẽ vẩy một cái, lập tức có một cái thư màu vàng từ bên trong bay ra, bay đến trong tay của Kỳ Linh. Bức thư màu vàng bên trên có hơn 30 vạn tòa tinh thần đảo khác, cũng ghi chép bảo vật truyền thừa và tu hành giả vốn có trên từng tòa tinh thần đảo. Bên trên cũng có giới thiệu về 99 loại truyền thừa chân quý. Tâm lực truyền thừa xếp hạng thứ nhất. Đây là một loại truyền thừa do một tu hành giả tâm lực đạt tới biên giới hợp đạo, gọi là Vũ Thường Đạo Quân để lại. Tâm lực truyền thừa thần bí và cường đại,
Mỗi một vị tu hành giả tâm lực ở trong những người cùng cấp độ đều là tồn tại cao cấp nhất rồi. Vũ Thường Đạo Quân đã từng là đạo quân cường đại nhất ở bên trong cương vực vô tận. Sau khi hợp đạo thất bại, trước khi thân tử đạo tiêu còn đánh chết một vị Vĩnh Hằng Đế Quân. Cho nên phần truyền thừa này vô cùng chân quý, không thua gì truyền thừa của Vĩnh Hằng Đế Quân cả. Phân tán ra ở bên trên 3600 bảo vật truyền thừa. Một khi gom góp đủ 3600 bảo vật truyền thừa thì sẽ có được truyền thừa. Bài danh thứ hai là Thời Không Truyền Thừa. Đây là truyền thừa do Chúa Tể Vĩ Đại để lại. Mặc dù chỉ là đệ thất quyển, thế nhưng đủ để tung hoành chiến trường cương vực vô tận. Được phân tán ở trên 1800 cái bảo vật truyền thừa. Gom góp được đủ bảo vật truyền thừa tức là đã có truyền thừa. Bài danh thứ ba, bài danh thứ tư. 99 loại truyền thừa đều có bài danh kỹ càng. Mạnh nhất thì phải cần gom góp đủ 3600 cái bảo vật truyền thừa. Yếu nhất cũng gom góp đủ 100 cái bảo vật truyền thừa. Kỳ Linh nhìn qua, mặc dù có mấy cái truyền thừa tương đối động tâm, thế nhưng hắn vẫn không khỏi âm thầm mà lắc đầu. Giống như dự đoán trước đó của ta, dù sao nơi này cũng chỉ là nơi sàng lọc thế giới cánh. Truyền thừa cường đại nhất kia, chính thức nhất của Mang Nhai Quốc, không thể nào đạt được ở nơi này được. Thời Không Truyền Thừa xếp ở thứ hai là Chúa Tể Vĩ Đại kia để lại. Nếu như vậy Chúa Tể kia để lại truyền thừa nguyên vẹn, như vậy sẽ cực kỳ khủng khiếp. Đáng tiếc cũng chỉ là đệ thất quyển mà thôi. 99 loại truyền thừa, trong đó ngoại trừ loại thứ hai là do Chúa Tể để lại, 98 loại khác tất cả đều là truyền thừa mà đạo quân để lại. Thứ do đạo quân để lại so với truyền thừa mà Vĩnh Hằng Đế Quân để lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Loại đạo quân nghịch thiên như Vũ Thường Đạo Quân và Vạn Thần Đạo Quân có thể địch nổi được Vĩnh Hằng Đế Quân. Thế nhưng tùy tiện là một Vĩnh Hằng Đế Quân, ít nhất cũng cùng đẳng cấp với đám người Vạn Thần, thậm chí còn có một số ít người cường đại hơn. So sánh với truyền thừa của những người này, bốn đồ quyền của Tuyết Giám Đế Quân tương đối chân quý hơn. Tâm lực truyền thừa xếp hàng thứ nhất cũng được coi là cực kỳ chân quý, sợ rằng có thể vừa so sánh được với truyền thừa của Tuyết Giám Đế Quân. Kỳ Linh cẩn thận xem xét, bản thân hắn rất muốn truyền thừa kiếm thuật, mà loại truyền thừa này lại có hai loại, phân biệt là bài danh thứ 19, thứ 73, đều là thứ do đạo quân để lại. Tương lai có hy vọng vẫn nên nghĩ biện pháp đạt được bức đồ quyển thứ tư trong Tuyết Giám đồ quyển. Về phần truyền thừa kiếm thuật ở nơi này, nghĩ biện pháp tham khảo một chút. Thế nhưng đối với kiếm thuật của ta lại không có tác dụng tăng trưởng. Đối với kiếm, dần dần Kỳ Linh đã có nhận thức của riêng mình. Đối với Kỳ Linh mà nói, kiếm thuật càng nhiều cái tốt. Ban đầu ở 5000 kiếm đạo điện, hắn cũng đã tìm hiểu qua 5000 loại kiếm thuật. Ồ, bỗng nhiên hai mắt của Kỳ Linh sáng ngời. Thứ này dường như không tệ à. Kỳ Linh lại nhìn kỹ một lượt, ánh mắt đã rơi vào bên trên truyền thừa thứ 9. Bài danh thứ 9 là bộ pháp truyền thừa. Đây là một loại bộ pháp dùng để cận chiến, là do một đại năng giả không biết tên dùng lô điện để ngộ ra bộ pháp thích hợp để cận chiến. Bản thân Kỳ Linh cũng không có quá để ý, thứ hắn chủ yếu nhìn chính là kiếm thuật, tâm lực các loại. Chỉ là sau khi nhìn kỹ, hắn đã cảm thấy bộ pháp môn truyền thừa này xếp hạng thứ 9 có chút không tầm thường. Chỉ bằng vào một loại bộ pháp mà lại có thể xếp hạng thứ 9 hay sao? Mà lại là nhìn lôi điện mà lĩnh ngộ ra, kiểu nguyên thần lôi bí thuật của Kỳ Linh tu luyện đối với lôi điện cũng coi như rất quen thuộc rồi. Tin rằng sau khi tu luyện bộ pháp truyền thừa này sẽ bớt đi được rất nhiều công phu. Hiện tại ta chiến đấu là dựa vào kiếm thuật, nhiều nhất là lôi điện chi dực phụ trợ, không có thân pháp tốt chính thức nào cả. Kỳ Linh nhìn kỹ một lần, sau đó mới lập tức quyết định đem bộ pháp truyền thừa thứ 9 này liệt vào mục tiêu đầu tiên trong danh sách của mình. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 180 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.